Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất huyhùng.com. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một dãy nhà nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dãy nhà lầu đồng bộ được xây mới hoàn toàn vào năm 2017. Dãy nhà này thì mỗi bên có chừng khoảng 10 căn, hai bên tổng cộng chúng ta có 20 căn nha quý khách hàng. Một dãy nhà thiết kế rất là đẹp, diện tích của nó là ngang 4m, dài 17m, đun gỗ trệt lửng 3 lầu sân thượng trước sau. Đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài căn nhà này. Thì hôm nay mình sẽ chọn căn này mình quay, về cái bên mình sẽ có một căn theo kiểu Cityland và một căn theo kiểu biệt thự phố nha quý khách hàng. Chúng ta để ý này, hai bên là hai dãy nhà lầu san sát nhau, mỗi bên 10 căn. Rất là đẹp nha quý khách hàng. Đây là một trong những dãy nhà lầu nằm ở khu vực vị trí rất là tuyệt vời, rất là VIP luôn của khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta để ý con hẻm trước nhà, một con hẻm 6m cách mặt tiền đường khoảng chừng 15m thôi, rất là thuận tiện gia đình mình vừa mua ở vừa làm văn phòng công ty hoặc là văn phòng kinh doanh buôn bán online thì rất là thuận tiện, rất là tuyệt vời luôn. Phải nói là dãy nhà này là một dãy nhà sát bên khu biệt thự Cityland, khu nổi tiếng của quận Gò Vấp luôn. Rồi chúng ta sẽ quay lại khu vực mặt tiền căn nhà hôm nay mình muốn gửi đến quý hàng một lần nữa này. Một căn nhà rất đẹp nha quý khách hàng, thiết kế theo một cách hiện đại, theo một cách kiểu kiến trúc châu Âu năm 2017. Rồi mình xin mời cả nhà bước vào phía bên trong căn nhà này. Phía trước thì mình sẽ có một lớp cổng sắt được làm chắc chắn và kiên cố luôn. Bên trong thì mình sẽ có một khoảng sân này nó khoảng 2m, mình đậu xe gắn máy. Và bước vào phía bên trong căn nhà mình sẽ tới một lớp cửa chính của căn nhà này. Mình tới lớp cửa chính của căn nhà này thì lớp cửa chính này được làm bằng chất liệu gỗ nhôm chất liệu là cửa nhôm sofa nha quý khách hàng. Rất là bền và rất là mắc tiền luôn. Ở đây thì có trang bị màn rèm cửa sẵn cho gia đình mình rồi. Nhà này có diện tích là ngang 4m, dài 17m, đun gỗ trệt lửng 3 lầu, sân thượng trước sau. Nhà có 2 phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Hướng của nó là hướng Tây Bắc, phù hợp với những người hợp hướng Tây tứ trạch. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực phòng khách thứ nhất. Ở khu vực phòng khách này thì chúng ta có thể làm phòng khách hoặc chúng ta có thể đậu xe hơi ở đây. Chúng ta để ý hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chiếu sáng và những cái đèn phải nói là rất lạ và khác hẳn với những căn nhà khác. Một căn nhà thiết kế theo một cách châu Âu năm 2017, thiết kế rất đẹp mắt nha quý khách hàng. Khu vực phòng khách ở này thì sàn của nó là sàn gạch bóng kính giả gỗ 80, rất bóng và rất mới luôn. Một trong những căn nhà thiết kế và trang Mình sẽ quay rất là từ từ cho cả nhà cùng coi xem sơ qua với mình căn nhà tuyệt đẹp này nha. Rồi mình di chuyển lại khu vực cầu thang này. Khu vực cầu thang này thiết kế theo cách hiện đại năm 2017. Nó có tay vịn cam xe, mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly, thiết kế rất là thông thoáng và rất là đẹp mắt nha quý khách hàng. Chúng ta có thể để ý những cái mẫu mã giấy dán tường và những cái đèn ở đây thật là tuyệt vời luôn cho một căn nhà thiết kế theo cách châu Âu năm 2017. Rồi mình di chuyển vào khu vực phòng bếp căn nhà này này. Khu vực không gian phòng bếp của căn nhà này thì thiết kế theo cách hiện đại, rất là sang trọng. Một trong những căn nhà có cái phòng bếp thiết kế sang trọng bậc nhất của khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình di chuyển vào khu vực bếp này thì khu vực bếp này hai bên được ốp gạch lên cao đến trần rồi, hệ thống trần thạch cao với ba cái đèn chiếu sáng phải nói là quá đẹp. Ở phía bên này thì mình sẽ có khu vực để tủ lạnh. Ở khu vực bếp này thì đã trang bị một cái bộ bàn ăn ba ghế. Mình có thể ngồi đây mà mình có thể chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của khu vực bếp này. Khu vực bếp, tủ kệ bếp được làm bằng một chất liệu gỗ màu trắng, phải nói là quá đẹp luôn quý hàng ơi. Và phía sau của căn nhà này chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời rất là rộng ở đây. Khoảng trời này đã che chắn và bố trí rất là kỹ rồi, tạo cho căn nhà của mình luôn thông thoáng, sáng và đẹp mắt. Phía sau ở khu vực tầng trệt này thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này chúng ta có thể sử dụng chung như cả gia đình mình. Rồi mình sẽ quay ngược từ phía trong ra cho quý khách hàng cùng nhìn lại một căn nhà phải nói là siêu phẩm nhà phố về những cái thiết kế và những cái nội thất trong căn nhà này cho quý hàng cùng nhìn lại một lần nữa nha. Một căn nhà quá đẹp đi, nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, sát bên là khu vực khu biệt thự Cityland và khu vui chơi giải trí như là Lotte Mart, Vincom của đường Quang Trung. Và di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 5-10 phút thôi và đi về sân bay khoảng chừng 3-4 phút thôi quý hàng nha. Rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Rồi mình xin mời cả nhà theo chân mình bước lên khu vực tầng lửng để mình xem khu vực phòng khách số 2 của căn nhà này. Ở khu vực cầu thang này người ta trang trí những cái đèn cá mập rất là đẹp luôn quý khách hàng ơi và rất là mới. Chúng ta để ý này, những cái mẫu giấy dán tường phải nói là quá đẹp đi, tạo cho căn nhà của mình những điểm nổi bật, những điểm sang trọng so với những căn nhà khác đang rao bán trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp. Khu vực phòng khách chúng ta để ý này, sàn là sàn gạch giả gỗ 50-80, màu sắc rất đẹp.
Ở đây có một cái đèn này thiết kế rất là hiện đại và chỉ có căn nhà này mới có thôi. Một cái đèn này người ta có thể đặt mua ở những nơi mà rất là khó tìm nha quý khách hàng. Phòng khách chúng ta thấy ốp gạch này cũng đã được trang bị tủ kệ tivi sẵn cho gia đình mình rồi. Phía trước này chúng ta có một cái dàn tủ kệ, ở ngay chỗ khu vực cầu thang chúng ta thể trưng bày những chai rượu quý và những cái bức tranh hoặc là những cái đồ dùng gia đình ở đây. Ở phía trước khu vực phòng khách trên tầng lửng này chúng ta có một cái sảnh ở phía trước. Một cái sảnh ở phía trước đua ra khoảng chừng 1,5 m nha quý khách hàng, phù hợp với gia đình mình. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 1 để xem phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà này. Nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 6 vệ sinh, hướng của nó là hướng Tây Bắc, phù hợp với những người hợp hướng Tây tứ trạch. Thì ở đây là phòng ngủ số 1 của căn nhà này, chúng ta để ý phòng ngủ số 1 là sàn gạch giá gỗ, một loại gạch rất là bóng và rất là đẹp và rất là mới luôn. Hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chiếu sáng, phải nói là màu sắc quá hợp lý đi cho một căn nhà thiết kế theo cách châu Âu, phong cách hiện đại năm 2017. Ở phía sau khu vực phòng ngủ số 1 này chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này chúng ta để ý này, một loại gạch được ốp trong đây phải nói là quá đẹp. Ở đây thì có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Bồn cầu và lavabo thì được sử dụng bằng thương hiệu nội thất là Cesa. Cái phòng ngủ này thì cũng đã được trang bị tủ kệ tivi, tủ sách và tủ quần áo âm tường. Mình sẽ di chuyển qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước của căn nhà này. Phòng ngủ số 2 thì nó cũng tương đối là giống như phòng ngủ số 1 thôi, nhưng mà nó lớn hơn. Nó lớn hơn phòng ngủ số 1 nha cả nhà. Ở đây thì cũng đã được trang bị màn rèm cửa ra phía trước rồi, màn cửa phía trước. Hệ thống cửa ở đây thì cửa phòng ngủ là cửa gỗ, cửa chính ra ban công là cửa nhôm sofa nha quý khách hàng, rất là bền và rất là mới luôn. Phòng ngủ này thì cũng trang bị tủ kệ, ống máy lạnh đã được gắn sẵn rồi, mình có tủ kệ tivi và tủ quần áo âm tường ở đây. Màu trắng, tông màu trắng rất là hiện đại nha, theo phong cách kiểu Pháp năm 2017, theo phong cách châu Âu nha quý khách hàng, rất là đẹp. Và mình sẽ cũng có một cái phòng vệ sinh ở trong đây. Phòng vệ sinh này thì phải nói là đẳng cấp luôn, nó giống như những khách sạn 5 sao vậy. Ở đây thì cũng có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Chúng ta để ý này, rất đẹp nha quý khách hàng. Một cái phòng vệ sinh mà nó là quá đẹp đi, thiết kế cầu kỳ, đẳng cấp. Một trong những căn nhà được đánh giá là một trong những căn nhà đẹp nhất của khu vực quận Gò Vấp hiện nay. Thiết kế phải nói là đẳng cấp luôn. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 2. Lầu 2 chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Cái phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 này nó cũng giống như phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 1 thôi. Cũng có vệ sinh trong, hệ thống trần thạch cao, màn rèm cửa đã được gắn sẵn rồi. Rồi quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình, hoặc truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com. Và mình xin bật mí thêm giá bán căn nhà này là 6 tỷ 180 triệu đồng cho một căn nhà ngang 4m, dài 17m, nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là phù hợp để làm văn phòng công ty, văn phòng kinh doanh buôn bán online và vừa ở vừa kinh doanh. Thì chúng ta sẽ sở hữu một căn nhà quá đẹp này. Căn nhà rất đẹp nha quý khách hàng. Phòng ngủ số 4 của căn nhà này thì cũng đã trang bị tủ kệ tivi, tủ âm tường, có cửa sổ thông đến trời, màn rèm cửa đã gắn sẵn rồi và nó cũng có vệ sinh trong luôn. Tất cả các phòng ngủ đã được gắn ống máy lạnh sẵn cho gia đình mình rồi, thuận tiện cho gia đình mình khi mua ở và sở hữu căn nhà này. Quý hàng xem video bên kênh Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và bán nhà Tân Bình thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh. Quý hàng vui lòng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trong thời gian sắp tới nha quý khách hàng. Bên mình còn rất nhiều mẫu mã nhà mới đẹp khác khu vực Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình sẽ gửi đến quý khách hàng trong thời gian sắp tới. Thì khi quý hàng đăng ký kênh thì quý hàng sẽ được liên tục cập nhật những video mới nhất về những căn nhà đang rao bán nhất mới nhất trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình. Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp và Tân Bình nha quý hàng. Đây là khu vực sân thượng phía sau này. Khu vực sân thượng phía sau chúng ta có thể để ý này, quay ra mặt tiền đường rất là gần luôn, chỉ cách mặt tiền một căn mặt tiền đường thôi. Quý hàng sẽ sở hữu ngay một căn nhà quá đẹp đi, nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước thì mình sẽ có khu vực sân thượng phía trước và phòng thờ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng thờ rất rộng luôn, bố trí và thiết kế rất là hợp lý rồi. Rồi mình xin cập nhật
Lại với khách, diện tích căn nhà này là ngang 4m, dài 17m, đúng gỗ trệt lửng 3 lầu, sân thượng trước sau. Nhà có 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Hướng của nó là hướng Tây Nam và giá bán là 6 tỷ 180 triệu đồng nha quý khách hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.